Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh Tuốt Diệu Công Trùng của tôi. Tên tôi là Ngô Anh Tùng, đến từ công ty nhiệm hữu hạn Diệu Trùng số 1. Thì trong thời gian qua thì có rất nhiều người hỏi làm sao để diệt được con mối chúa. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn làm sao để diệt được con mối chúa. Thì trong kênh YouTube Diệu Công Trùng của tôi thì đã có nhiều video để hướng dẫn các bạn cách xử lý mối, đặc biệt là cái video diệt mối bằng phương pháp phân nền. Thì để mà diệt mối tận gốc thì các bạn nên xử lý diệt mối bằng phương pháp phân nền. Thì hôm nay tôi sẽ làm rõ hơn, chi tiết hơn để giúp cho các bạn hiểu hơn. Tôi đảm bảo các bạn sau khi xem xong cái video này á, các bạn làm đúng quy trình của công ty của tôi á, thì sẽ diệt được toàn bộ mối trong khu vực các bạn cần xử lý. Để diệt mối tận gốc á, thì các bạn nên sử dụng cái loại thuốc BMC90 cộng thêm cái loại Agenda, hay là thuốc Ti Mai, là thuốc lan truyền hiện tại, là loại thuốc diệt mối tốt nhất hiện nay. Thì để diệt mối tận gốc thì bước đầu tiên các bạn nên xác định kỹ là tất cả những chỗ bị mối trong khu nhà của bạn. Sau khi xác định kỹ thì các bạn dùng loại thuốc BMC phun vào những chỗ có mối. Đặc biệt á, riêng về loại BMC90 á, thì các bạn nên sử dụng cái loại thuốc màu trắng. Vì cái loại thuốc màu trắng mới là thuốc thật và nó sẽ mới hiệu quả, nó mới lan truyền về tổ được. Thì bên công ty chúng tôi thì có một cái dụng cụ là bóp thuốc BMC90. Thì sau khi các bạn bơm thuốc vào cái đầu bóp đó thì các bạn mới bóp thuốc vô vô trong, thì nó sẽ ra một cái lượng thuốc vừa phải dính vào những con mối. Nếu mà các bạn bóp nhiều quá sẽ làm cho con mối chết tại chỗ vì nó không lan truyền về con mối chúa. Nếu các bạn bóp ít quá thì nó không dính thuốc hết những con mối và nó sẽ không có đủ cái lượng thuốc để mà diệt được con mối chúa. Thì các bạn bóp thuốc xong thì nó dính vô, xong những con này nó lan qua những con khác, con này nó lan qua những con khác, xong rồi những con mà dính thuốc nó thêm một cái, nó trên đường đi đó, nó để lại thuốc và những con khác bò qua thì nó sẽ dính thuốc, xong những con đó nó sẽ lan về tổ và những lan về tổ xong rồi những con đó nó sẽ truyền cho con mối chúa, thì con mối chúa sẽ chết. Thì dưới một phần hiện tại với cái phương pháp mà xử lý mối của tôi á, thì tôi rất là tự tin là đảm bảo cho các bạn là đã xử lý không bao giờ có mối. Đây các bạn có thấy không, tôi sử dụng thuốc BMC phun trực tiếp vào những nơi có mối, và cái loại thuốc BMC90 này là thuốc này không có độc hại gì cho nghe các bạn, nó là thuốc sinh học không ảnh hưởng đến sức khỏe của người hết. Nên các bạn phun vô những nơi có gỗ như gì nè, sau này nếu mà trường hợp có con mối nó xuất hiện lại á, tại trong nhà mình không phải là một con mối chúa, sau khi giống như một con sau các bạn diệt hết cái tổ mối này thì có thể là khả năng là tổ mối khác nó xuất hiện, nó đi vô cái khu vực tủ bếp hay là tủ gỗ gì các bạn, sau đó thì nó sẽ bò lên trên và nó gặp cái lượng thuốc của tôi á còn lại, nó sẽ tự động lan truyền xuống, nó chết. Thêm một cái nữa, sau cái trường hợp này là tôi nói với các bạn là trường hợp các bạn còn sót một vài con hay xuất hiện bên ngoài, xuất hiện vô, thì sau khi xử lý thuốc bột sau 4 ngày á, các bạn nhớ giúp mình là sau khi xử lý bột 4 ngày thì các bạn xử lý một loại thuốc nước bơm bơm ở phía sau tủ nè. Các bạn nhớ nha, trên cái nắp tủ tủ này tủ bếp nè, các bạn phun thuốc trực tiếp xuống dưới cho nó lan truyền xuống dưới, rồi bạn phun thuốc sau 4 ngày nhé. Sau 4 ngày các bạn xử lý khoan nền, là bạn phun trực tiếp xử lý nền luôn. Cái lượng thuốc này bơm rất là nhiều dưới xuống dưới các bạn, có thể là từ 40 đến 100 lít nước tùy theo mà cái chỗ mà bị mối nhiều hay mối ít, và cái khu vực xử lý mối nhiều hay xử lý mối ít mà mình bơm cho nó phù hợp. Em bơm thuốc trực tiếp nên là xử lý mối đất ở dưới rồi, không có con mối nào ở ngoài xuất hiện vô được hết trơn các bạn.
nè. Sau khi mà mình bơm thuốc dưới xong thì cái mình xử lý thêm một lớp nước ở trên nữa, phun ở ngăn ngừa. Cái loại thuốc nước này nè thì các bạn nên xử lý thuốc ti mai hay là agenda, thì nó không hôi, nó sẽ lan truyền, nó lan truyền với cộng thêm cái cộng theo là nó kết hợp với cái thuốc BMC các bạn, nó sẽ tồn lưu lâu nó ở đó hoài luôn. Đây, đặc biệt một phần đặc biệt mà các công ty diệt mối sẽ thường bỏ sót là cái gon các bạn, cái ốp tường ở dưới các bạn. Con mối nó sẽ đi theo cái đường gạch ốp tường chút xíu này nè. Nó sẽ lan truyền hết toàn bộ cái nhà của mình luôn. Nên đặc biệt sau khi xử lý mối á, thì các bạn nhớ là phải xử lý luôn cái khu vực này. Các bạn bơm thuốc nước vô cho cái loại, cho nó thuốc nước nó sẽ lan qua những chỗ khác và chặn đường những con mối khác nó đi. Thì cái thuốc các bạn bơm thuốc mà nước á, nó cũng có chức năng lan truyền, sau khi nó khô lại á, thì những con mối khác nó bò vô, nó bò lên đường đó thì nó cũng tự động lan truyền lần các bạn. Đây, sau khi xử lý xong thì các bạn check xi măng trắng. Lại cái nhà mình cũng cho bình thường rồi các bạn, không có gì hết trơn, không ảnh hưởng gì hết. Thì cái video của tôi hướng dẫn cách diệt mối chúa tới đây là kết thúc. Các bạn xem video thấy hay và bổ ích, nhớ like, share và đón nhận video tiếp theo. Thì mọi đóng góp ý kiến thì các bạn bình luận ở dưới giúp mình. Hay có những câu hỏi gì đó. Xin chào và hẹn gặp lại.